Thì thật ra nhiều người á, nhiều anh chị hỏi em á là cái dụng cụ làm cà phê muối của em á là như thế nào đúng không ạ? Thì hôm nay em sẽ nói cho anh biết là trong cái quán của em để bán cà phê muối á anh chị, là nó có những cái dụng cụ rất là đơn giản luôn. Nó không cầu kỳ, nó không một cái gì hết ha. Ví dụ như nè. Lúc đầu á là em mới vào mà bán cà phê muối anh chị biết không? Là em không có biết cái máy này nè là nó rẻ. Em chỉ sợ là nó đắt cho nên là em mới mua cái máy này, là mình tiết kiệm, là vừa đánh cà phê cái ly cà phê, tạo bọt cà phê, rồi cái mình kiểu mà mình đánh luôn cái kem muối. Nhưng mà cuối cùng sao nó lại lại đánh kem muối, mình đánh kem muối nhiều quá nó mau hư, giống như cái kiểu là mấy anh chị cứ nghĩ đi, là cái công dụng của nó là chỉ với tạo bọt cà phê đúng không, thì mình đánh cái thời lượng nó ngắn, còn mà mình đánh kem muối mà đánh liên tục, mấy anh chị mình nào mà bán đắt á nha, là mình đánh liên tục thì sao nó không chịu nổi đó. Do đó là sau này cái em mới bán được thời gian á, em bán được thời gian, cái đầu em tìm mua cái máy nó mạnh hơn. Mà lúc đầu là thật sự là em không có biết, em không có nghĩ là cái máy đánh kem này, kem đánh trứng gì nè, nó gần gần bằng cái máy này nè, nó cỡ cỡ bằng cái máy này, nhưng mà mình không có biết mấy anh chị. Mình cứ nghĩ là chọn cái nào mà nó nhỏ nó rẻ, nhưng mà không ngờ cái máy này thì nó cũng rẻ luôn ha. Tức là mấy anh chị mà mua thì khoảng sao khoảng 100k đổ lại, 100k đổ lại, và trong khi đó sao cái công suất nó lại mạnh, mình đánh cái muối nó nhanh, mình bán nhiều mấy anh chị, là mình phải xài cái máy 2 cần này đánh cho nó nhanh. Còn lúc đầu mới vô bán cái gì cũng tiết kiệm chi phí hết, mà mình sử dụng cái máy đánh cà phê nè, vô tình là sao nó lại là nó làm cho mình mất thời gian, mà nó mau hư nữa, tại vì mình đánh liên tục mấy anh chị, nó mau hư nữa đó. Là sau này em đánh mình bán có doanh thu rồi, mình thấy khách hàng của mình nó nhiều rồi á, cái là mình chuyển sang cái máy này, mà thật ra nó cũng tương đương cái máy kia, nói chung là không quá 100 cành lắm anh chị. Rồi tiếp theo là nói chung là em xài á, anh chị biết không, nhiều khi nói là dụng cụ pha chế cà phê này kia là phải nhiều, nhưng mà em có nhiều đấy ha, anh chị thấy nè ha, một cái máy tạo bọt cà phê này ha, rồi một cái máy này anh chị thấy không, một cái máy đánh kem muối của mình đó, rồi chưa, rồi một cái cốc lường cà phê, cái này cái cũ của em lường cà phê nè anh chị thấy không đó. Tức là mình định lượng cà phê, mình lường là sao mấy chị, ví dụ như là mình lường là 50 60 tùy theo mình đúng không. Tức mà em bán cà phê đen của em nha, em bán cà phê đen á là em lường chỉ 50, là theo cái cà phê đen của em là em lường 50 mấy anh chị. Còn mà cà phê sữa nè, cà phê muối nè là em lường 40, cà phê đen á là mình em lường 40, tỷ lệ 40 ha. Còn mà cái này, cái cốc này là em để lường sữa, thì anh chị biết không, đối với cà phê sữa là em chỉ lấy á, là sao 30 ml cà phê sữa cho một cái ly cà phê sữa là 40 ml cà phê đen. Đó là tùy theo khu vực, tùy theo vùng, mà mấy anh chị có thể là mình cái lượng sữa này là sữa đặc nè, mình dùng lên xuống khác nhau, nhưng mà em dùng là cái đầu lường này nè là 30 ml, 40 ml, tối đa của nó là 40 ml đó, là em lường sữa. Còn cái này thì em để lường cà phê, nói chung có nhiều đó anh chị. Là em mua đồ nghề về nó nhiều đúng không? Tức là em mua đồ nghề lúc đầu em mua combo của nó nguyên bộ của nó, sao nó nhiều, nhưng mà là về mình chỉ sử dụng có nhiêu đây nè. Đó, về mình sử dụng có nhiêu đó thôi. Rồi, cái này là em cũng ít có sử dụng nữa, mà cái này là em dùng để làm gì? Em ít có lắc lắc như nè, là em dùng để mà kiểu như là pha pha trà tắc á, trà tắc rồi trà chanh này kia mấy chị, là em mới dùng tới cái này. Còn nếu không là em cũng ít dùng luôn nữa. Ai mà mua trà tắc, trà chanh đồ đó là em dùng cái này nghe, còn ngoài ra là em cũng ít dùng luôn đó. Cho nên là bởi vì mấy anh chị mới hỏi em là dụng cụ để mà mở một cái quán cà phê muối hoặc là cà phê mang đi ấy, thì nó như thế nào. Lúc đầu mình không biết thì mình nghĩ là mấy cái dụng cụ đó xài, nhưng thật ra xài có nhiêu nè đó. Mấy anh chị nhớ là có hai cái lường này, định lượng này, một cái máy đánh cà phê, máy đánh tạo bọt cà phê, rồi một cái máy đánh kem muối, cái máy đánh trứng mà cấp nói chung là 7 tốc cấp độ mấy chị đó, không không quá 100 cành nữa đó, rồi một cái đồ lắc nước này đó. Thì mấy chị nếu mà bán trà trà tắc á, trà trà chanh đồ đó thì mình xài, còn mà nếu không bán mà bán cà phê không cũng không cần cho em, không cần lắc lắc gì nữa nè đúng không. Thậm chí cái cây sục em mua có luôn mấy chị, mấy cái cây mà sục bọt lên á em cũng có mua, nhưng mà em không đem đi giới thiệu cho mấy chị, tại em ít xài, hầu như là em xài bằng cái cây tạo bọt này mấy anh chị, lại mất có xài. Nói chung là em xài cái gì mới giới thiệu với nó, em mới nói cho anh chị biết là cái mua cái đó thôi, còn ngoài ra là mấy cái game em không có xài đúng không. Còn cái ấm này nè, cái ấm này á, là giữ nhiệt chống lạnh, nhưng mà nó không không giữ được lâu mấy anh chị, nó vừa thôi.
là giống như là em đem trà mà chị, em bán trà chanh, trà tắc rồi đó, là em nấu trà, em ủ trà xong rồi em bỏ vô cái này, em để ngoài cái quầy á, đặng mình bán đi cho nó tiện. Thì nói chung là nó cũng không giữ độ nóng lâu, nhưng mà nó cũng độ lạnh nó cũng không lâu, nhưng mà nó đảm bảo cho mình bán trong một ngày nó được, nhưng mà nó không phải là ấm đâu nha. Nhưng mà mình giống như làm cái dụng cụ để mình bán trên cái quầy của mình, nó cho nó cái kiểu cho nó gọn gàng sạch sẽ vậy thôi anh chị. Còn tùy thêm anh chị, là mình lúc đầu mình mới mở quán á, mình xem, mình cân đo đong đếm, mình cân chỉnh coi là nó như thế nào hết anh chị ha. Chỉ có như vậy thôi chứ ngoài ra không còn gì hết. Em dụng cụ đồ nghề em vậy đó. Còn mà nói về về cái muối á, thì nói chung là em xài muối hồng. Lúc đầu em xài muối hồng bằng cái keo, thì sau này em xài muối hồng bằng cái bịch, nó vậy thôi à. Còn mà lường sữa này kia là nói chung là cách tạo muối, kem muối á, thì mấy anh chị cũng thấy trên clip của em cũng đã làm trên clip rồi á. Còn mà anh chị muốn thắc mắc, muốn hỏi cái gì nữa thì mấy anh chị cứ để lại bình luận, em sẽ hướng dẫn mấy anh chị nữa được chưa à. Tại hôm nay ở nhà bận rộn quá mấy anh chị, nhiều khi mình không có thời gian để mà làm clip cho mấy anh chị. Ở nhà em làm công chuyện đủ thứ luôn á, công chuyện gì cũng làm hết, cho nên là thời gian này á em ít lên clip chứ không gì hết. Mấy anh chị cứ để lại bình luận đi, hỏi em gì đó thì em sẽ trả lời cho anh chị một cách chân thành nhất được chưa à. Rồi em chia sẻ những cái dụng cụ đồ nghề của em khi mà mới bắt đầu làm quán á là như thế nào vậy thôi, là những dụng cụ mà em hay pha chế hàng ngày có nhiều đó, em mua thì nhiều nhưng mà sao em về pha chế có nhiêu đó. Dạ được chưa à. Rồi bây giờ em chúc cho tất cả anh chị mở quán lúc nào cũng thành công và đắt khách được chưa. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều nha, em xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị ở những clip sau nè.